Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi sáng ngày thứ 6, ngày 1 tháng 10 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, Chính thức trong ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cánh cửa mưu sinh thời Covid, siêu thị được hoạt động trở lại và hy vọng giá hơi sẽ có những khởi sắc trong thời gian tới. Cụ thể kể từ 18 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến đại dịch Covid-19 theo mức độ an toàn dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế. Thông tin này nằm trong chỉ thị mới nhất về kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi phát triển nền kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều tỉnh ở thị trường miền Tây cũng đang nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội như là Cần Thơ, Đồng Tháp áp dụng chỉ thị 15, phần lớn tỉnh Kiên Giang đã áp dụng xuống chỉ thị 19, tỉnh Vĩnh Long cũng áp dụng chỉ thị 15 trở về bình thường mới. Theo chị Huyền, một hộ chăn nuôi ở huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang cho hay, việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội sẽ khiến cho việc lưu thông dễ dàng hơn và mong rằng giá hơi trong thời gian tới sẽ có những khởi sắc bởi hiện nay giá hơi đã quá thấp, chỉ giao động 44 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Nếu mức giá này vẫn cứ kéo dài thì chắc chắn người chăn nuôi sẽ bị thua lỗ. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cũng lên phương án cho học sinh, sinh viên được đến trường trở lại. Khi đó các ban tập thể cũng sẽ được mở trở lại. Sức tiêu thụ sẽ cao hơn và hy vọng giá hơi sẽ tăng ở các tỉnh thuộc thị trường miền Tây Nam Bộ và các tỉnh ở khu vực miền Đông. Còn theo ghi nhận, giá hơi trong ngàn hai vẫn đang ở mức thấp, đặc biệt là đối với thị trường miền Bắc. Trong ngày hôm nay, nhiều tỉnh thị trường miền Bắc vẫn đang có giá 37 cho đến 39.000 đồng trên 1 kg rơi vào đèn heo F2, FA Với mức giá thấp như thế này, nhiều người đã quá mệt mỏi về giá heo hơi cũng như là người chăn nuôi. Thị trường miền Trung trong ngày hôm nay cũng không ghi nhận mức giảm thêm, tuy nhiên mức giá trong ngày hôm nay cũng chỉ dao động trong khoảng 44 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Miền Nam trong ngày hôm nay khá ổn định, nhiều địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn đang duy trì mức giá cao, riêng chỉ có Đồng Nai là dưới 50.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh thuộc thị trường miền Tây như là Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng hay là Vĩnh Long, Cần Thơ đều đang phổ biến trong khoảng 46 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Và cụ thể theo ghi nhận, giá hơi trong ngày hôm nay ở các tỉnh trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá huyện Ba Vì của thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay chỉ phổ biến mức giá 42 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, mức giá thấp nhưng người dân cũng đang rất khó bán ở vào thời điểm này. Hưng Yên giao động mức giá 44 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình trong ngày hôm nay, nhiều chăn nuôi cũng chỉ báo giá giao quanh 44 cho đến 46.000 đồng. Hải Dương 44 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Và đặc biệt Hà Nam trong ngày hôm nay, giao động mức giá 42 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí đối với dòng heo loại 2, loại 3 còn có mức giá thấp hơn dưới 40.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ trong ngày hôm nay rơi vào là một trong những địa phương có mức giá thấp nhất ở khu miền Bắc hiện nay. Nhiều địa phương chỉ báo giá trong khoảng 38 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên 40 cho đến 45.000 đồng. Vĩnh Phúc phổ biến mức giá 41 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh vẫn là địa phương có mức giá cao, phổ biến mức giá 45 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Hòa Bình chỉ dao động trong khoảng 42 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Nam Định dao động mức giá 44 cho đến 47.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 45 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Yên Mô của tỉnh Ninh Bình có mức giá thấp 45.000 đồng. Bắc Giang trong ngày hôm nay giao động mức giá 43 cho đến 45.000 đồng. Tuyên Quang trong ngày hôm nay cũng rơi xuống mức 38 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Lạng Sơn giao động mức giá 40 cho đến 45.000 đồng. Cao Bằng 38 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 42 cho đến 46.000 đồng. Lai Châu 47 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Sơn La trong ngày hôm nay dao động mức giá trong khoảng 43 cho đến 46.000 đồng. Trong khi đó tỉnh Điện Biên dao động mức giá 45 cho đến 48.000 đồng là phổ biến. Đối với thị trường miền Trung trong ngày hôm nay, hầu như nhiều địa phương vẫn đang giữ mức giá ổn định. Tuy nhiên, mức giá trên 5.000 đồng 1 kg cũng đang khá là hiếm. Cụ thể như Thanh Hóa dao động trong khoảng 45 cho đến 51.000 đồng Nghệ An dao động trong khoảng 46 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay nhiều địa phương cũng giảm về mức 46 cho đến 48.000 đồng. Quảng Bình 47.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 48 cho đến 52.000 đồng. Huế 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam và Quảng Ngãi trong ngày hôm nay đối với dòng heo siêu vẫn bán được với mức giá cao 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg Tuy nhiên dòng heo áp siêu nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá giao quanh 47 cho đến 49.000 đồng. Phú Yên giao quanh mức giá 47 cho đến 51.000 đồng. Khánh Hòa 48.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Bình Định thậm chí còn có mức giá thấp hơn trong ngày hôm nay 47 cho đến 49.000 đồng. Như vậy nếu so sánh với tuần trước thì giá hơi trong ngày hôm nay ở thị trường miền Trung nhiều địa phương đã giảm từ 2 cho đến 3.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng chỉ dao động trong khoảng 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg là phổ biến, thậm chí có những địa phương đã giảm về mức 45.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, tỉnh Đắk Lắk dao động mức giá 45 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Gia Lai và Con Tum giao động mức giá 47 cho đến 50.000 đồng. Đắk Nông trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 47 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Thị trường miền Nam trong ngày hôm nay có xu hướng giảm mạnh đặc biệt là đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ. Trong ngày hôm nay tỉnh Kiên Giang đã giảm về mức 45 cho đến 50.000 đồng. Cà Mau giao động mức giá 46 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Đồng Tháp 47.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ và An Giang trong ngày hôm nay cũng giao động trong khoảng 46 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng 46 cho đến 49.000 đồng. Bạc Liêu 45 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre trong ngày hôm nay nhiều chăn nuôi báo giá trong khoảng 45 cho đến 48.000 đồng. Trà Vinh 46 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang 46 cho đến 49.000 đồng các địa phương như Long An trong ngày hôm nay, nhiều địa phương cũng giảm về mức 48.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ có Đồng Nai mức giá khá thấp, giao động trong khoảng 47 đồng cho đến 50.000 đồng. Vũng Tàu 53.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh giao động trong khoảng 50 đồng cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Bình Dương, Bình Phước và tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 48 đồng cho đến 51.000 đồng trên 1 kg và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi